nay thời tiết Hà Nội nóng đến 40 độ. Làm ngay món mì lạnh Nhật Bản theo phong cách chúng Nhật MasterChef cho nó mát mẻ nhá. 3 giây có ngày, nước sôi ta cho gà vào luộc. Sau khi thịt chín ta sẽ vớt thịt ra, ngâm vào nước đá. Ta sẽ trần tiếp là mì udon. Đấy, mì udon này ta sẽ trần trong khoảng 3-5 phút. Ta sẽ thái dưa leo. Ta sẽ vớt mì ra, sử dụng luôn cái nước này. Tôi sẽ trần luôn ra đỗ, tắt lửa luôn. Ta sẽ đổ ra bát. Cho gà, canh cua, dưa leo và giá. Cho thêm ít vừng vào. Đây mình sẽ sử dụng 50ml xì dầu, 50ml giấm, 50ml dầu ô liu, 25g đường và 2g tiêu. Mình sẽ đánh tan hết cả. A few moments later. Nóng quá. Để tôi chỉ các bạn top cách thanh nóng mùa hè hiệu quả như thế nào. Top 1. Sướng. Công nhận tôi mới mua quả tủ đông Hòa Phát này, tốt thật. Mới đúng một lúc mà mát lạnh hết cả người. Nắng nóng thế này người còn ôi, nói chi là thực phẩm. Chính vì vậy mà tôi phải sắm ngay một con tủ đông Hòa Phát để trữ đông. Anh em ai cũng nghe thép Hòa Phát chắc quen rồi, nhưng mà tủ đông Hòa Phát thì cũng có chất thép vì nó vô cùng bền bỉ và chắc chắn, không di chuyển gì luôn. Mà các mẫu mã tủ đông dạo này còn khoang xịn mịn, quá phù hợp với không gian nhà hàng 5 sao. Như con tủ đông của tôi đây, bề mặt là kính cường lực sáng bóng, trông ra gì phết phải không? Cái thời tiết hè Hà Nội này mà được hôm 30 độ cũng là sướng. Thế mà tủ này nhiệt độ thấp nhất xuống tới tận âm 30 độ C, để thức ăn lâu cũng thoải con gà mái, không lo bị ôi thiêu, mất chất dinh dưỡng. Đây là điều mà tủ lạnh hiện đại mấy cũng không thể làm được. Lớp nhiệt dày tới 65mm như một bức tường, hạn chế thất thoát nhiệt tối đa, đảm bảo sự an toàn cho thực phẩm. Máy nén khí chất lượng cao, vận hành êm, làm lạnh nhanh, giữ lạnh tốt và đặc biệt là cực kỳ tiết kiệm điện, mất tiền ít mà bỏ thịt ra. Hít thì vẫn thơm. Tủ đông Hòa Phát này đã có loại dung tích lên tới 1.190 lít. Chủ nhà hàng, quán ăn tha hồ thoải mái lựa chọn. Và thành phần không thể thiếu được của món mì lạnh chính là đá bào. Ta cho đá bào vào. Và bây giờ ta sẽ rưới sốt đều lên mì. Sau đó sẽ trộn đều lên. Đậm vị, mát lạnh luôn. Nói chung tủ này rất là good job. Anh em mua tủ đông biết là mua cái gì rồi chứ.